hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát bản vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh Hôm nay mời đại chúng lắng nghe đề tài Địa Ly Nhiễm Thế gian Đạo Hành Tướng và Sở Duyên Hay nói cách khác Địa Ly Nhiễm là địa nào ở trong thế gian đạo hành tướng và sở duyên của nó ra sao? Chúng ta nhìn vào A Từ Đạt Ma câu xá tập số 4, trang 439. Thấy rõ chưa? Địa ly nhiễm bằng đạo địa nào? Ly nhiễm địa nào? Tức là bằng con đường nào ở trong phạm trù nào đạt đến chỗ giải thoát khỏi sự ô nhiễm trong môi trường đó. Chữ địa ở đây chúng ta hiểu như là môi trường. Môi trường trong đó tất có chúng sinh hữu tình đang cư trú. Bằng vị trí vô lậu ly nhiễm tất cả địa. Tức là y chỉ vị trí định địa, tu vô lậu đạo, ly nhiễm tất cả địa, cho đến hữu đánh. Y chỉ vị trí định địa là sao? tức là y cứ vào y cứ vào cái vị trí định địa, tức là chí cho cảnh giới của vị A La Hán. Y vào đó, y vào mục tiêu đó mà chúng ta tu tập thánh đạo vô lậu. Ví dụ như thế này. Chúng ta phát khởi sự tu tập để làm gì? Tu cho gia đạo bình an, tu cho cuộc đời bớt khổ hay tu để mà chúng ta lên các cõi trời hướng phước báo chư thiên hay là chúng ta tu để thành đạo Bồ Tát tất cả những điều đó không hợp lý trong thánh đạo chúng ta hiểu rằng trong con đường tu tập chúng ta hướng tới ngưỡng cửa giải thoát sanh tử chấm dứt luân hồi đó là mục tiêu đầu tiên có phải vậy không và vì vậy mà chúng ta đoạn trừ những gì gây chướng ngại cho khả năng thành tựu cảnh giới đó giống như đức thích ca lúc ngài còn tu khổ hạnh tại khổ hạnh lâm những đứa trẻ chân bò nô đùa xô ngài tế ngã bởi vì khổ hạnh lâu ngày sức lực kiệt quệ vậy mà những đứa trẻ đó còn nháy dẫm lên trên thân xem thứ một thái tử kiêu hùng ngày xưa như thế nào phản ứng ra sao và ngài nằm im đó nhưng ngài không để cho tâm của ngài khởi lên sự tức giận trong những đoạn kinh sau này Thế Tôn có miêu tả lại Ngài nói rằng Ta muốn chấm dứt sanh tử Mà phiền não tham sân si Là yếu tố gây trở ngại Đạo bất tử ta chưa tìm ra Không thể nào để tâm ta khởi lên sự tức giận Dù gặp phải bất cứ tình huống nào Đây là một sự phòng hộ tuyệt đối tâm và thân bây giờ giống như là lưu ly trong sáng. Vậy thì thưa các vị ở đây, Ngài đẹp mục tiêu chấm dứt sanh tử. Do vậy mà Ngài thực hiện con đường thánh đạo vô lậu. Thánh đạo vô lậu đó là con đường biểu, biểu hiện bởi cảnh giới chấm dứt tham sân si. Mà ngược lại, Khuôn tập một đời sống vô tham, vô sân và vô si. Những điều này rất là khó thực tập. Đôi khi có một số hoàn cảnh nghịch duyên, chúng ta vượt qua dễ dàng. Nhưng nếu như những nghịch duyên đó thường xuất hiện, mật độ xuất hiện nhiều hơn, mạnh mẽ hơn, thì cái sức tác động vào trong tâm thức chúng ta mạnh mẽ hơn. Vì vậy mà những phiền não tiềm phục nó có thể trỗi lên. Những điều như vậy chúng ta thấy có lý không? Cuộc sống nó là vậy. Vậy cho nên phát tâm hành Bồ Tát đạo, chăm sóc hữu tình. Rộng rãi vô cùng để xem những phiền não có còn ẩn lấp trong tâm chúng ta hay không nếu như buông bỏ hết tất cả ngồi giảng một bài pháp thao thao bất tuyệt điều đó không khó khăn chút nào những đồng lúc gánh giác nhiều công việc lớn bé mà có thể tiếp tục duy trì cái công hạnh này là cả một vấn đề khó khăn và cái nghịch duyên càng lớn chừng nào đôi khi chính là sự tác thành cho chúng ta nhanh chóng thành đạo hơn chừng đó. Cho nên y chỉ vị chí định, chí định địa, tu vô lậu, ly đạo ly nhiễm tất cả địa. Đây là con đường ly nhiễm tất cả địa. Tất cả địa hết thấy cả mấy địa? Vâng, có 9 địa hay là chính cái môi trường mà chúng sinh sống ở trong đó, đó là môi trường ngũ thú tạp cư địa dục giới, môi trường của bốn tầng tứ thiền, bốn tầng thiền và môi trường của bốn tầng không, đây gọi là tất cả địa. Như vậy y chí vào diệt tận định, y chí vào vị trí định địa mà ly nhiễm tất cả tất cả địa cho đến trời hữu đánh vượt qua cả trời hữu đánh luôn cõi ba ngàn đại thiên kính lạy cõi ba ngàn đại thiên rung động kính lạy người lên đường viễn ly từ từ chúng ta sẽ hiểu sâu hơn câu đó Chúng ta lên con đường viễn ly Cả ba ngàn đại thiên thế giới đều kính lạy Đều rung động, đều tán thán Nó không phải là con đường tầm thường Cho nên chúng ta cứ vững tâm bền trí Mà đi trên con đường này Nhớ là mục đích của chúng ta Đến chỗ vô lậu giải thoát Chứ không phải thành tựu Một ít mục tiêu thấp hèn ở trong kiếp mà phàm phu của cõi đời này. Vì do y chỉ cận phần định mà đạt ly nhiễm địa dưới. Câu này chúng ta hiểu như thế nào? Ví dụ như chúng ta muốn đạt đến chỗ tứ thiền thì chúng ta chúng ta y chỉ cận phần đỉnh não rồi đạt đến tứ thiền Vâng Đạt đến tam thiền Và biên tế của tam thiền Tức là chuẩn bị bước qua ngưỡng của tứ thiền Cho nên ở đây nói rằng Vị do ý chí phần cận phần định Mà đạt ly nhiễm địa dưới Tất cả đạo dạy, tất cả giải thoát đạo của vị ấy có khởi từ cận phần như vô gián đạo không? Trả lời không. Vì sao? Vì từ căn bản cận phần giải thoát cuối tháng 3. Chúng ta dần dần phân tích. Có chính địa mà các hữu tình tái sanh. Toàn dục giới, bốn tỉnh lự và bốn vô sách. Ở đây ly nhiễm từ dục giới cho đến đệ nhị tỉnh lự Ly nhiễm từ dục giới cho đến đệ nhị tính lự Tức là nhị thiền phải hồng Gọi là chiến thắng ba địa Dục giới, sơ thiền, nhị thiền Chúng ta vượt qua được ba môi trường này thì chúng ta gọi là chiến thắng ba địa. Ở trong cổ dục, tâm chúng ta thường bị những gì làm ô nhiễm. Đó là tham dục, sân nhuế, hôn trầm thủy miên, trạo cử ô tác và nghi. Tham dục tức là tham những cảnh dục ở trong dục giới tham dục. Tâm dẫn nghịch bất như ý, sân khởi lên. Cảnh này thì thường xảy ra. Nó lớn lao bừng cháy, hoặc là nó vi tế, tiềm phục. Nó âm âm ý ý trong người. Những trường hợp này phải quán chiếu nhìn, nếu không khó nhận biết. Tham dục sân nhuế. Rồi, Nhất là khi nghe thêm thánh đạo, tâm có xu hướng là muốn biết tai lại. Đi tìm kiếm thú vui của ngũ dục, thì say xưa, dành hết thời gian và nỗ lực. Nhưng mà trân trọng giáo pháp của Như Lai, thì mình canh tính toán từng giờ, từng phút. Tâm như vậy rất là khó thành tựu trong giáo pháp. Cứ để ý sử dụng tâm là chúng ta thấy thành ra ở đây chúng ta hiểu là ly nhiễm dục giới thì lại dính mắc ở trong tầm tứ thiện, ly nhiễm thiện, ly ly, ly cái 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 niệm nhiễm hí này ở trong trong nhị thiền phải không? chưa nói trong, trong trong sơ thiền thì lúc bây giờ chúng ta mới đi vào trong đình của nhị thiện được chưa hả? như vậy tâm chúng ta đã chiến thắng được ba địa dục sơ thiền nhị thiền hiểu chưa hả thứ bảy chúng ta đến với đạo tràng đến với lớp học chúng ta ngồi im bất động 45 phút chúng ta chiến thắng ba địa một cách dễ dàng có đúng vậy không chẳng hạn như chúng ta ngồi im bất động thì ai đâu thân mình đâu có đi làm ác không nói lời ác phải vậy không hả Rồi quán niệm hơi thở lâu ngày thành thói quen cho nên thở nhập cũng dễ dàng hơn lần trước kinh nghiệm lần sau giúp cho giúp cho lần sau nữa nó lại mạnh mẽ hơn như vậy thì chúng ta dần dần tiến bộ lên và nếu như chúng ta hơn chui nhập định được năm phút thì ngang đó là chúng ta sao chiên thén ba địa đó chưa hả? Cho nên khi dùng chữ chiến thắng ba địa là chúng ta hiểu rằng tâm của hành giả này đã vượt qua dục sơ nhị thiền. Trong ba địa này, giải thoát đạo cuối cùng phát khởi từ cẩn phân đỉnh hoặc từ căn bản tỉnh lực. thượng địa phi cận phần tức là từ ba chiến thắng địa trở lên giải thoát đạo cuối cùng khởi từ căn bản tỉnh lự không phải từ cận phần vì căn bản và cận phần có xã căn đồng đẳng nghĩa là sao trong căn bản Đệ tứ tỉnh lự. căn bản đệ tứ tỉnh lự. Đó là pháp gì? Hả? Cái kinh bản của cái biểu trưng... Cái biểu hiện đặc thù. Hay là cái niết đặc thù của tứ thiền. Đó là... Là gì? Là, là xã. Cho nên nói tới đó là chúng ta hiểu rằng là... Kinh bản của tứ thiền. Còn kinh bản của... Của, của của nhị thiền là gì định hiểu chưa hả là căn bản của tam thiền là gì à, ly nhiễm hí khi nói tới chữ căn bản này là chúng ta hiểu là ở tầng bậc đó là căn bản đó là gì hay nói là à, dùng chữ căn bản này nó gần ngang nghĩa với chữ là cái sắc thái hay là cái nét biểu hiện cái nét đặc thù ví dụ như nói tới phật giáo thái lan thì chúng ta hiểu Phật giáo Thái Lan là gì, nét đặc thù là gì, à, Minh sát tuệ đó là nét đặc thù của Phật giáo Thái Lan. Còn nói tới tây tạng, nét đặc thù của Phật giáo là gì? À, là mật, đúng không hả? À, mà mật ở hướng tây, tây tạng đó, cho nên gọi là tây mật à, và À, cũng có tạng kinh cũng có kiết tập cho nên gọi là à, tây tạng à, tạng kinh của tây tạng còn nếu như mà mặc theo cách của nhật bản thì sao à, đồng mặc còn nếu phật giáo việt nam sắc thái gì <laughs> đó mình là người việt nam ngon lành đó. À, mà hỏi không biết nó Việt Nam là giống như là giống như là thập cẩm <laughs> đúng vậy? không ạ à? Hả? mình vô là mình lễ Phật ngon lành phải không ngồi xuống là bắt đầu là là mình làm bài chú mật hay chưa lúc nào mà không có chú là buồn thành ra phải có mật gì đó chút linh thiêng sau đó đi vào công phu các vị cứ nghĩ xem nếu như mà một thời khóa tụng không trì chú đại bi trước đi thẳng vào tụng kinh thấy hình như nó tiêu thiếu cái gì đó có phải vậy không ạ? À? Đó là nét đặc thù của người Việt. Rồi sau đó, rồi tụng kinh. Rồi sau tụng kinh nó thuộc loại tán tháng. Rồi đi qua có khi là ngồi thiền nữa. Có khi ngồi thiền. Tụng mệt rồi có thể là có những đạo tràng cho ngồi thiền 15 20 phút. Như vậy thì cũng có thiền. Rồi đứng lên đi vòng vòng niệm Phật kinh hành là tín đồ, À, thiền tịnh mật đủ hết phải không ạ à? đủ hết đó là pháp môn chế thập cấm à, mà người Việt Nam là vậy nếu như mà à, không như vậy thì thì cái người Việt Nam không có thích đâu nó là vậy đó cho nên trong đạo tràng biến chế kiểu này kiểu kia à, lúc này lúc nọ chứ cứ thẳng một đường như vậy lát sau chán bỏ hết rồi như vậy thì sắc thái căn bản của tứ thiền đó là xả. Và ở đây chúng ta thấy rằng trong ba tỉnh lự căn bản và cận phần định chúng ta nhìn câu trên từ ba tháng từ ba chiến thắng địa trở lên giải thoát đạo cuối cùng khởi lên từ căn bản tỉnh lự đó chưa hả À, không khởi từ cặn phần. Không khởi từ cặn phần. Chẳng hạn như giải thoát đạo chẳng hạn như là cái khả năng giải thoát tam thiền thì nó phải ở cái vị trí của tứ thiền, lúc bây giờ chúng ta mới gọi rằng mình đã giải thoát được tam thiền. Chứ không phải là là cặn phần của tam thiền mà chúng ta gọi rằng có khả năng giải thoát tam thiền. Cho thí dụ chúng ta học à, Lớp 3 Khi chúng ta Trước cái kỳ thi Cuối năm của lớp 3 Chúng ta đã gọi là Xong lớp 3 chưa Rồi thi xong lớp 3 rồi Chúng ta đã xong lớp 3 chưa Chưa À nó mới còn cả một phần Nó vẫn còn ở lớp 3 thôi phải hiểu rằng khi bước vào lớp 4 Thì chắc chắn người này Đã gì? Đã vượt qua khối lớp 3 rồi Như vậy Cái kinh bản của lớp 4 là mình đã bước vô Thì mình bỏ đi Những cái yếu tố của lớp 3 Cho nên kinh bản của tứ thiền là xá Thì lúc bây giờ mình mới Ly nhiễm các cái tầng thiền dưới Chứ nếu như đạt đến chỗ tuyệt đỉnh của tam thiền chưa có thể giải thoát khỏi nó rõ không hả à? có, có hiểu không sao thấy mặt mày cứ à, cứ nhìn 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 <laughs> giống như ngồi, ngồi nhìn như, như, niệm phật chứng minh <laughs> thầy dáng muốn chết còn niệm phật chứng minh <laughs> niệm phật đi giờ như nhà niệm phật tới tới học đạo mà ngồi đó lần chuối <laughs> hiểu không cho nên là, là, đi học là chúng ta phải đồng não tư duy suy nghĩ chứ còn học đạo mà ngồi im niệm phật thì nó không phải là cái không gian học đạo khởi từ căn bản tỉnh lự không khởi từ gì từ cận phần vì căn bản và cận phần có xã căn đồng đẳng rõ chưa hả căn bản và cận phần có xã căn đồng đẳng tức là cái ngưỡng cửa giữa tam thiền và tứ thiền nó có một cái yếu tố xả bằng nhau nó giống y như là một cái cầu nối vậy đó mà phải bước qua đầu cầu phía bên kia thì chúng ta mới gọi là thánh đạo vô lậu xuất hiện hiểu chưa hả chứ còn đứng ở đầu cầu phía bên đây thì chưa đó không hả Đà, chúng ta trên học đạo chúng ta phân tích nó hay lắm từng điểm từng điểm chúng ta phân tích rất là vi tế trong ba tỉnh lự kinh bản và cận phần định có thọ kinh khác nhau nên một số trường hợp không có khả năng nhập kinh bản tỉnh lự chúng ta hiểu câu này như thế nào trong ba tỉnh lự tức là sơ thiền nhị thiền tam thiền phải hồng kinh bản và cận phần có thọ kinh khác nhau nên nên một số trường hợp không có khả năng nhập căn bản tỉnh lự chỗ này chúng ta hiểu không chữ đọc rồi chưa hiểu rồi chúng ta phân tích một chút để chúng ta rõ ra ví dụ như thế này có người ngồi im thiền định bỏ đi mọi thứ rất là dễ dàng nhưng mà có người rời khỏi cái niềm vui của thiền Thì rất khó khăn Hoặc có người Thì họ rời khỏi cái ô nhiễm của cuộc đời Và họ nâng nổ làm tất cả mọi điều thiện Rất là Rất là dễ dàng Nhưng bảo họ ngồi xuống để thiền định Họ làm nổi có người thì lễ Phật ngày đêm Nhưng không mệt mỏi Hỡi ngồi thiền là ngủ gật ngay Còn có người Thì lại không nổi Cứ mỗi lần khôm xuống Nó là giống như là chuối mũi chuối tai Thành ra Pháp lễ Phật không thành công Nhưng có người thì sao Có người thì phải tụng kinh Không tụng thì nó ngủ Tổng kinh cả ngày không mệt nhưng mà có người thì thì ngồi thiền cái tụng kinh lát hơi nó ra nhiều thành ra trong người không định được những trường hợp như vậy chúng ta chỉ có rút ra một một chữ đó là gì đó là căn tánh khác biệt có đúng vậy không hả Kinh tánh khác biệt và do căn căn tánh khác biệt cho nên khả năng thành tựu cũng khác biệt Bởi vậy cho nên ở đây nói rằng ba, trong ba tỉnh lự căn bản và cận phần định có thọ kinh khác nhau. Hiểu chưa? Hiểu chưa hả? Có thọ kinh khác nhau. Nên một số trường hợp một số trường hợp đây là chỉ cho gì? Chỉ cho những trường hợp là cái căn tính ám độn á. Nó nó ăn cái gì cũng tiêu nhưng mà Phật pháp khó tiêu. Căn tính ám độn không có khả năng nhập kinh bản tịnh lự tức là nhập vô số thiền cũng được nhập tam thiền cũng được nhập tứ thiền cũng được và trong trường hợp đó vì khó chuyển hóa kinh chẳng hạn như khi chúng ta đau khổ chúng ta thấy rằng do vọng chấp thế giới như hiện này ở trong một cái cái tình huống nào đó. Và tất nhiên chúng ta sẽ đứng ở trên một số luận lý để chúng ta đưa ra kiến chấp. Ai cũng có có đứng ai cũng có có cái 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 tập khí riêng là đứng trên luận lý của riêng mình. Chẳng hạn như về mặt ngôn ngữ, về mặt nói chuyện thôi, về mặt ứng xử thôi. Thì Việt Nam, người Bắc, người Trung, người Nam cũng khác. Rồi có những vị họ có những cái những cái ứng xử uh, gọi là gì hả? Gọi là 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 giáo giác, giáo giác như lát mắt mưa, hiểu không hả? À, là, anh à, anh bị lát mà anh mắc mưa rồi nó ngứa là anh chạy đông chạy tây anh gãi vừa gãi vừa chạy cho nên ông bà mình nói giáo giác như thằng lát mắc mưa mà mình quên trách người giáo giác vậy đó dướng già dướng giác không nhìn trước nhìn sau cớ câu chuyện vui có gì hòa thượng mình mới sao ở bên bên bên, bên tết mà vui có một ông thầy tới ở chùa của ngài ngài đãi đình cơm nước mọi thứ đầy đủ rồi sáng sớm ngày đi Phật sự Cái vị ở lại đó Đi rời khỏi sau à, Lấy lấy cái tin nhắn Nhắn à, Nhắn, nhắn trong cái AI á AI nói à, Chào thầy tôi về Mà nói dịch ra là Chào thầy tao về <laughs> Tại vì mình nói mà Mình nói nó, viết nó, nó chữ xuống vậy đó nghĩa là cứ nghĩ rằng là đúng rồi Cho nên bấm xin đi là không kia không thấy Nó nuôi cô mấy cái trời nó gì nó đi Nó chào thầy tao về <laughs> cho, nên, cho nên, nó không thể chấp nhận được Nên là ngày im ru Không nói tiếng nào Gặp không nói tiếng nào Lầm lầm đi lì Suốt thời gian cái vị kia tìm hiểu ra Mới biết rằng là do tin nhắn đó Tới sám hối Thì được rồi tôi không có chấp Nhưng mà tôi không chơi nữa <laughs> không chấp mà không chơi anh à, nói tại nói là tại sao ngài không chấp mà ngài không chơi ngài nói này nói là mấy cái thằng mấy thằng dướng dạng dắt không chơi dướng dạng dướng giác tại vì lẽ ra nói vậy thì phải nhìn lại chút xíu chứ không thèm nhìn nha gửi đi à cho nên là chúng ta thấy hiểu hả à? cho nên các người người anh cái căn tính mỗi người mỗi khác mỗi người mỗi khác ở trường hợp này cho nên ra hành đạo nó cũng khó lắm quý vị nó khó Cuộc sống trang nghiêm quá như nước trong Cũng không có cá nào ở nổi Nhưng mà nó đục quá Nó bốc mùi cũng mệt quá giờ làm sao vậy hả? À, nếu như mà đỡ bốc mùi thì đồ chúng đông lắm Sao cũng được hết á... Cứ rủ nhau đi chơi Rồng rén lên mây Đi xuống địa ngục chơi Thì được Cho nên đây là điều khó khăn Tùy theo cái thái độ Chúng ta hướng tới trí đạo chánh định hoặc là chúng ta hướng tới cái cái mức nhân thừa thì nó sẽ khác ở đây ý nói rằng người tu tập căn tánh cũng có lợi độn khác nhau một người căn tánh lanh lợi khi họ buông cái gì là họ bỏ ngay và tâm của họ trở nên là rỗng ràng mát mẻ an vui còn căn tánh ám độn nó buông rồi mà chưa bỏ bỏ rồi cũng chưa buông có đúng vậy không hả nó vậy đó ví dụ như mình đi chùa mình mình cúng dường một ít thôi đó là bỏ rồi á mà trong tâm mình còn giữ cái công đức cúng dường đây gọi là bỏ mà chưa buông còn cân tánh uh, lanh lợi họ cúng là họ bỏ ngay và nghĩ tới cái sự chấp trước họ xem giống như là đờm giả vậy đó Thành ra là vứt bỏ chừng nào Thì họ làm được họ mừng chừng đó Do đó cho nên cái tâm nó đi vô pháp xã Mà vô cái cái, cái pháp xã Nghe cái căn bản tỉnh lự đó Thì lúc bây giờ Hí lạc nó xuất hiện Hiểu chưa hả Nhưng có một số trường hợp họ bỏ không nổi Bỏ không nổi Tại vì sao bây giờ kênh tính nó ám độn đó Bỏ không nổi Trong cuộc sống này chúng ta chiêm nghiệm có đúng vậy không Bởi vậy cho nên đọc đoạn kinh này Từ ngữ nó hơi trừu tượng nhưng chúng ta dẫn dụ trong cuộc sống thì cũng không có gì khó khăn lắm. Nhắc lại, trong ba tỉnh lự, căn bản và cẩn phần định có thọ căn khác nhau. Được chưa hả? Nên một số trường hợp, một số trường hợp là chỉ cho cho cái căn tính nó ám độn á. Không có khả năng nhập căn bản tỉnh lự. Tức là không nhập được cái thiền nào hết. Sơ nhị tam tứ gì không nhập được thiền nào hết. Vì sao như vậy? À, vì khó chuyển hóa căn tức là nhập vô cái trên thì phải bỏ cái dưới mà còn ôm cái dưới thì làm sao nhập cái trên được cho nên gọi là khó chuyển hóa căn đó mà cái chữ cái trạng thái chuyển hóa này là gì là là từ xã mà nói sang á, lạc hí căn đó xã từ căn xã thành tựu thì nó qua căn lạc căn hí hiểu chưa hả Do vậy, trong sự ly nhiễm ba địa giải thoát đạo tối hậu cũng phát khởi từ căn bản tỉnh lự và cận phần. Trong sự ly nhiễm ba địa, tức là qua khối dục sơ nhị thiền, giải thoát đạo tối hậu cũng phát khởi từ căn bản tỉnh lự và và cận phần. Rõ chưa hả? Đã. Như trước đã nói, bằng vị trí vô lậu, ly nhiễm tất cả địa. Nhưng y chỉ các địa khác ly nhiễm chưa được thuyết minh, sau đây sẽ được đề cập. Ở đây tụng nói tám thánh thánh tự thượng. Thánh giả bằng tám vô lậu đạo y chỉ các địa bốn căn bản tỉnh lự trung gian tỉnh lự và ba vô sắc giới ba vô sắc đạt ly nhiễm tự địa và thượng địa không ly nhiễm hạ địa vì đã ly như gì vì đã ly nhiễm được chưa hả như vậy chúng ta chúng ta hình dung này chẳng hạn như chúng ta bằng thánh bằng tám thánh đạo vô lậu à, bằng tám xin lỗi bằng tám vô lậu thánh đạo y chỉ các địa như vậy là bạn gì bằng tứ thiền tứ không phải không y chỉ các địa ở đây giải thích đó là bốn căn bản tỉnh lự tức là bốn tầng bậc thiền định trung gian tỉnh lự và ba vô vô sắc như vậy là tứ thiền tứ không đến đó đạt ly nhiễm tự địa tức là đến cái chỗ ở bất cứ cái địa nào chúng ta sẽ rời khỏi cái địa đó mới lên được địa trên chẳng hạn như là chúng ta thấy có 10 tầng trong một căn nhà tầng thấp nhất đó là tầng tầng ô nhiễm là cái tầng mà nhiều thứ tham dục sân nhớ hôn trầm thị miên Đủ thứ, chúng ta phát tâm thọ trì giới cấm như lai. Rồi chúng ta đi trên con đường Thánh Đạo Tám Chi và dần dần chúng ta đi vào tầng thứ hai. Khi chúng ta bước lên tầng thứ hai, dĩ nhiên chúng ta đã rời khỏi sự ô nhiễm của môi trường tầng thứ nhất. Tương tự như vậy, cứ lên môi trường tầng thứ ba thì chúng ta cũng đã rời khỏi sự ô nhiễm của môi trường tầng thứ hai. Tầng thứ hai ô nhiễm cái gì? Đó là tầm và tứ. Ở trong tầm và tứ nó phát sinh ngôn ngữ. Nguồn gốc ngôn ngữ chính là tầm tứ. Nguồn gốc của đau khổ, nguồn gốc của chiến tranh cũng là tầm tứ. Người ta hỏi nguồn gốc chiến tranh từ đâu sinh ra? Đó là từ tâm tầm tứ của hữu tình ở trong thế gian. Thế Tôn nói trong thế gian này có một số bộ phận hữu tình thích đấu đá, kéo nhau ráp băng ráp bọn trở thành một cái đặc một cái cái đặc tính riêng rồi chi phối sang những hữu tình khác thời gian nó là như vậy và lúc bây giờ chi phối rồi là ảnh hưởng qua lại nhưng mà rồi khỏi cái tâm nhị thiền định tầm tứ thì đi vào ở trong trong cái định không còn tầm tứ nữa như vậy tất cả những ô nhiễm của tầng thiền nhị kia ở sơ kia đều bị viễn ly cái đúng vậy không hả à, đưa ra cái tầng như vậy lên tới cái tầng thứ chín tầng này chúng ta xem đó là gì à đó là là cố trời hữu đánh đúng chưa hả cố trời hữu đánh à, hay là hay là tám tầng tám địa đó chín địa đó là chín tầng tầng trời như vậy đó và lúc đó chúng ta y vào vị trí định Tức là vị A-la-hán diệt tận định Thì lúc bây giờ chúng ta vượt ra sự ô nhiễm của cõi trời hữu đánh Mà cõi trời hữu đánh tức là ô nhiễm ở trong tướng Cho nên nhầm lẫn phi tướng, phi vi tướng đó. Trạng thái đó vẫn còn ô nhiễm Vì thế Như vậy thì cứ giải thoát một mức tức là vượt thuộc khối cái sự ô nhiễm đến khi chúng ta ở cái tầng bậc không vô biên xứ ở trong tầng bậc định này chúng ta đã ly nhiễm hết hạ giới chưa đương nhiên là ly rồi không ly sao lên đó được có đúng vậy không hả Đà, cho nên nó là gì là đạt ly nhiễm tự địa chẳng hạn như chúng ta ở chỗ không vui biên xứ thôi thì tự nhiên là chúng ta rời khỏi tất cả là là các cái tầng thiền ở dưới rồi đây gọi là đạt ly nhiễm tự địa và thượng địa không ly nhiễm hạ địa vì sao vì đã ly nhiễm cho nên nó không ly nhiễm hạ địa tức đừng nói rằng là mình còn thấp hơn tức là mình cao hơn rồi mà cái địa ở dưới nó quá thấp nó đâu còn chạm tới mình nữa. Cho nên nó cũng cần gì phải nhắc tới hay là bàn tới nữa. Hiểu chưa hả? Chữ nó như vậy thôi nhưng mà nghĩa chúng ta nên hiểu như vậy. Không ly nhiễm từ địa. Vì đã ly nhiễm thành ra câu chữ của người xưa nó vậy đó. Thành ra chúng ta phải tập hiếu thôi. Chứ chúng ta đừng bắt người xưa viết lại Bởi vì họ chết hết rồi Hiểu không à Thành ra người sau học là chúng ta phải tập hiểu người xưa Và mình rút ra cái nghĩa Rồi sau này mình cứ muốn viết thành cái ngôn ngữ của mình Thì mình cứ viết Và đây chính là 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 cái cái khó khăn của chúng ta ngày hôm nay Ở đây Nếu chúng ta muốn làm nhanh Có nhiều phương tiện đáp ứng tốt hơn Thì chúng ta dùng AI thôi Đó là cái phương tiện tốt nhất còn không chúng ta dùng cái phương pháp truyền thống thủ công thì chúng ta sẽ chiếm nhiều thời gian và một người đã làm được cái sự phân biệt ngôn ngữ mẫu tự nhiều thì họ cần rất nhiều họ cần rất nhiều cái thời gian để mà ghi nhớ còn ai thì nhiều khi nó không cần như vậy thành ra ở đây chúng ta hiểu cách người xưa họ nói như vậy đó chẳng hạn như là à, tôi đang học đại học cho nên à, tôi không còn sự nhiễm ô của à, gì tôi không còn sự dốt nát của gì của tiểu học nữa được không vì sao bởi vì tôi đã vượt qua nó rồi hiểu chưa hả thì kết nối vậy thôi tôi học đại tôi đang học đại học và cho nên tôi không còn cái sự mơ muội thiếu hiểu biết của tiểu học nữa người ta nói như vậy hoàn toàn không có sai đó là cách dùng dùng từ mà thôi. Như vậy đến đây chúng ta đã tìm hiểu như thế nào gọi là địa ly nhiễm. Nghĩa này chúng ta ném được chưa hả? Mời các vị tiếp theo tìm hiểu đến thế gian đạo, hành tướng và sở duyên. Trong đây, bằng suốt thế đạo, vô gián đạo và giải thoát đạo được phát khởi với hành tướng của các thánh đế vì duyên đến các thánh đế. Vấn đề đã được xác minh. Điều này chúng ta rõ chưa hả? Chẳng hạn như bây giờ, chúng ta duyên vào bốn đặc tính của tứ thánh đế. Đó là khổ, nguyên nhân gây ra khổ đau. Trạng thái sau khi chấm dứt đau khổ và bằng cách nào để chấm dứt nó. Chúng ta nhận biết rõ ràng khi không còn đau khổ Chúng ta cũng chẳng có chữ gì để miêu tả Vì sao? Bởi vì chữ hạnh phúc nó có mặt Khi nào còn có ngôn từ khổ đau Thành ra không còn đau khổ nữa Thì cái chữ đó nó vượt ra ngoài chữ hạnh phúc luôn Thành ra chúng ta chỉ nói đó là, là niết bàn mà thôi Những điều như vậy, như vậy Rút tỉa lại bằng con đường tám thánh đạo Những điều đó đã được xác minh. Đó là con đường, đó là con đường thánh đạo. Được chưa hả? Bây giờ đây, nói tới con đường thế gian đạo, duyên vào đâu, phát khởi hành tướng gì? Tức là người đời không học thánh đạo, họ tu tập, họ duyên vào yếu tố nào, phát khởi hình dáng ra sao? Thế gian đạo, thế vô dáng giải thoát, sinh khởi theo thứ tự hành tướng thô và tính lự vân vân chúng ta phân tích giải thoát đạo phát khởi với các hành tướng như tính diệu ly ở thế gian người ta không biết thánh đạo tám chi khi phật chưa có khai thị thì họ chưa biết điều này họ chỉ biết rằng ở định trên đó là loại định nó ở chỗ tỉnh hơn dịu hơn và ly nhiễm hơn hơn trạng thái của họ đang đứng vì vậy mà họ nỗ lực đạt đến loại định ở trên cho đó cho nên họ rất là siêng năng công phu cần mẫn rồi đạt đến cái định trên rồi họ lại nghĩ rằng định trên đó nữa lại còn tỉnh diệu ly hơn là vị trí họ đang đứng. Do vậy cho nên họ cứ nỗ lực mãi. Thành đã ở đây nói giải thoát đạo phát khởi với các hành tướng như là tỉnh diệu ly. Vô gián đạo với các hành tướng như là thô khổ chương. Hai đạo này theo thứ tự duyên thượng địa hạ địa cái duyên thượng địa hạ địa là đứng ở trên cái phương diện nhìn hạ địa khổ thô trước mà tâm khởi lên thượng địa tính diệu ly các vị nghe kịp không giải thoát đạo khi duyên thượng địa khởi hành tướng tỉnh diệu ly và tùy khả tính nhờ thì chúng ta bằng con đường thế gian đạo muốn đạt đến chỗ giải thoát ở cảnh giới trên, cho nên người ấy nhận biết rằng cảnh giới trên có nhiều điều tĩnh lặng, vi diệu vả và, và trong sáng thanh tịnh ly nhiễm. Cho nên á, nỗ lực tu tập, tỉnh nó đối, đối đối nghịch với cái gì? Đối nghịch với thô diệu nó đối nghịch với khổ chướng nó đối nghịch với gì ly ba sắc thái đó đối nghịch lẫn nhau chúng ta gọi là tùy khả tính hiểu chưa hả rồi các vô gián đạo duyên tự địa và hạ địa tùy theo với các hành tướng thô khổ và chướng thô tức là thô trọng vì không tịch tỉnh do cần có nỗ lực tối đa mới có thể vượt qua được địa ấy. Cho nên chữ thô này á, là một sự nỗ lực. Chẳng hạn như bây giờ chúng ta muốn ở chúng ta muốn đạt đến trạng thái định trong 45 phút. Chúng ta có nỗ lực không? Thực sự phải rất nỗ lực. Ở nhà mình thiền cũng được. Nhưng mà ở nhà thiền sao nó trồng chành hay lọc quá. Cho nên tới trong đại chúng thấy nó vững vàng hơn. Thực ra cũng có lực gì đâu, đại chúng cũng có lực gì nhiều lắm đâu. Nhưng mà cái lực chính là ở trong tâm tàm quý của chúng ta. Tàm quý là một thiện pháp. Ví dụ như chúng ta đang ngồi thiền, có một mình mình mệt quá, nằm ẩn ra hoặc là thôi có việc khác đứng lên đi nhưng mà bây giờ vào trong hội chúng ai cũng ước à, mà mặc ước với nhau là bốn phút tự nhiên mình đứng lên đi kỳ quá phải không à, à còn không kỳ nữa thì thế nào cũng bị thầy dạy cho nên tự nhiên là mình ráng mình an trú giờ ngồi im mà lỡ rồi Thành ra ráng an trú ở trong trạng thái đó Chúng ta có sự nỗ lực Và cái sự nỗ lực đó Chúng ta mới vượt ra khối được sự vận động Mà ăn trú được trong giây lát Thành ra đây Thô trọng vì không tịch tỉnh Do cần có nỗ lực tối đa Mới có thể vượt qua được địa này Còn chữ khổ thì sao? Chữ khổ đó là cực hoang vu Trạng thái cái chữ cực hoang vu này á nó được định nghĩa như là cái đất hoang cằn cỗi. Đất hoang cằn cỗi. Cái đất đó muốn gieo trồng cái gì thì phải khai hoang. À, phải đập vỡ nó ra. Cực hoang vu là một một cái môi trường rất khó phá vỡ hoang vu cực khả ố gọi là cực hoang vu cho nên chúng ta cứ để ý xem một người phát tâm học đạo họ trân quý phật pháp tăng họ trân quý thánh giáo của như lai nhất là những người đi trước có kinh nghiệm thì họ thường hay muốn thân cận để học hỏi được còn nếu như một người nào mà không có xu hướng mong cầu sự giải thoát. Tâm của họ chấp thủ vào... Ở trong thói quen của cuộc sống. Cái tâm đó nó khô cảnh... Nó sối đá. Muốn khai hóa khó khăn lắm. Ví dụ như có một số người có thói quen. Hai vợ chồng có thói quen với nhau. Chồng có thói quen riêng. Vợ có thói quen riêng. Và hai người bắt đầu cũng nhường nhịn một thời gian nhưng mà nhịn lâu rồi nhịn không nổi nữa thành ra có nhiều khi có nhiều có nhiều cái thối hư tật xấu của chồng cô vợ nói mãi không nghe biết làm sao đi chết đâm đầu xuống sông cho chết có không à có một số tình huống tình huống ứng xử như vậy phải không rồi người ta giải cứu hoặc là nối giận đùng đùng lên với nhiều kiểu khác nhau thì chúng ta hiểu rằng là cái mảnh cái mặt đất của một người không có chịu tu tập nó khô cằn khó khai hóa như là đất khoang vậy đó người tu ở đây có thể nói rằng ở trong hội chúng các vị không đến nỗi như vậy nhưng khi các vị hành đạo á hành đạo gặp nhiều tình huống chúng ta sẽ thấy hơn thầy thì thấy khá nhiều lắm mình nối đường đông họ nối đường tây mình không làm gì hết á mà họ cứ theo họ bác bé mình đủ chuyện à bác bé đối chuyện ngày xưa nhớ cậu của thầy à, nghĩ thấy rất là buồn lúc còn nhỏ thầy không có đu sức gì hết có một ông cậu rất là thương quý thương ngày gì sao bởi vì thầy thích leo núi mà leo không có nổi ông cậu cứ biết thầy như vậy mà cắm đi Chút xíu thầy đã thích leo núi rồi Thành ra cứ cẳng đi Có khi mệt quá Cậu vừa vác cái này kia trên vai Vậy mà cũng cẳng thầy một bên à, Nghĩ thương Vậy mà à, Đụng cái xe Cái xe nó đụng trong ngực Mà cái tim ấy nó đau Trong trường hợp đó ở Mỹ Người ta có thể là người ta phải phẫu thuật Như thế nào đối cho nó giảm cái áp lực của tim Đỡ im nó nằm tới 3 ngày sau Tim bỡ ra chết Bác sĩ cứ tới kiểm tra kiểm tra lấy mấy nghề đi không sao không sao. Mà lúc đó thầy nghe cái âm hướng của cậu rên ấy. Cái tiếng đó cậu không bao giờ đâu mà có tiếng rên. Nhưng mà cái âm hướng mà rên tới mức đó là mình biết rằng nó phát ra từ cái tiếng đau khổ trong bản năng. Và biết rằng nó có cái gì đó nguy hiểm ở trong thang thớ rồi. Và lên tiếng nói mẹ ơi bán bò bán ghế đi. Bán cái gì bán đi. Đưa cậu đi chữa bệnh đi nhưng mà mọi người cứ làm ngơ, làm ngơ, người nào cũng làm ngơ hết. Còn thầy thì ngày nào cũng chạy tới chạy lui, một đứa trẻ cứ gào thét trước cái cái chết của cậu mình. Và các vị biết rằng là à, trẻ thì cũng không trẻ lắm, tại năm đó cũng 18 tuổi rồi. Thì à, thì lúc đó thấy cậu chết rồi, không biết làm sao nữa hết. Thầy thì thưa các vị ở đó lúc đó thầy không có không có một giọt nước mắt nào hết. Tại vì tại sao phải khóc nữa Còn gì đó mà khóc nữa Người còn sống Không có chia sẻ cứu vớt Khi chết rồi thì thôi Nhưng mà Các vị biết ấy, Khi tang lễ xảy ra Thì các cái ông ở miền quê Ông coi ngày cô giờ 10, 12 giờ đêm là liếm 12 giờ trưa là di quan Trời miền trung nóng như lửa đốt mà từ nhà đến chỗ cái huyệt mộ chôn đi bộ có 15 phút. Mà 12 giờ di quan tới 3 giờ rưỡi mới được hạ huyệt. Thế là mọi người khiêng vào ngồi đó cứ hả mỏ nhìn. Chờ cho tới khi nào đủ giờ mới bỏ xuống. Cho nên cái tâm của những người đó khó khai hóa, khó khai hóa. Và lúc đó thầy lại thầy mới nói với mấy ông em em nhưng mà lớn thầy cũng mấy chục tuổi để dòng tộc vai vớ thầy lớn tuổi à, nó lớn cái, cái vai vớ cho nên thầy nói họ nghe lời à, thầy nói mấy chú em bỏ xuống khiêng hòm bỏ xuống vậy mà các ông bô lão đó có vẻ sân số hung hung dữ bước tới lúc đó ba thầy cũng sợ có chuyện ba thầy tới nói nói con ơi con có thể ráng chờ chút được không cái thầy mới nói các bác nào có muốn chôn mà lại đây thì hỏi vậy thôi các bác muốn chôn không hay lại đây chôn luôn thế trước sau gì cũng chôn mà cái tự nhiên cái mấy ông lui lại hết cái thầy mới nói các vị nên nhớ đây là cậu của tôi khi còn sống không có cứu giúp tận tình khi đi rồi chết thì chôn tôi đã nương vào cái cái tôi đã nỡ nang trong cái tộc quán lắm rồi bây giờ xem mọi người họ đang đi vừa hết kìa họ mệt họ đi vừa hết kìa rồi tới giờ không còn ai ở đây thì ai bỏ cái cái, cái hòm xuống và ai lắp ở đây thì thì các vị biết nhưng mà sau đó họ còn trách họ còn nói rằng á, là gia đình làm em mà xui xẻo gì á, là do cái ông đó hiểu chưa hả? cho nên uh, trong những cái đạo lý đó chúng ta chỉ có chiêm nghiệm một một chữ thôi đó là gì? là cực hoang vu nó như là một cái cái đất tâm á, nó khô cằn nó không có đạo lý của thánh hiền không có tuệ giác của như lai không có gì hết trơn à làm sao mà 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 nó tươi xốp đây làm sao để gieo được cái hạt giống từ bi hạt giống thiện phước nào được Thật khó khăn chứ không đơn giản Bởi vậy cho nên Sự tu tập là cả một cái nỗ, một sự nỗ lực Là một tiến trình khai hóa tự tâm của mình Mình chấp nhận buông bỏ đi Tập khí xấu xa của mình Là cả một tiến trình nỗ lực và khó khăn Ai cũng có thói quen Tuổi trẻ thói quen chưa hình thành nhiều Mà xuất gia học đạo sớm Thì nó dễ chịu hơn tập cái thói quen trong chùa sớm thành ra dễ chịu hơn còn thói quen ở đời càng lâu sau này có xuất gia tập thói quen của thánh giáo như lai nó lại càng khó khăn bởi vì cái thói quen kia nó không có xu hướng bỏ xuống Và cái thói quen mới thì chưa có hình thành có những vị thầy thương xót học trò cố gắng chỉ dạy sách tấn buông cái này bỏ cái kia để tập lên thánh giáo nhưng mà cũng dễ dàng chấp nhận rồi đem ra những cái đạo lý theo cái cách của mình hoặc ngược lại chấm điểm thầy tổ nó có nhiều trường hợp như vậy quý vị ngày xưa thầy cũng có một số bạn bè huynh đệ đi học một thời gian về xem thầy tổ của mình là người dốt nát bởi vì mình học được những thế giới văn minh thành ra thầy tổ mình nó quê mùa cừu lần quá thành ra coi thường nhưng không biết rằng các ngài đã trải qua bao nhiêu thứ tâm tư có nhiều vị nói những câu nhẹ nhẹ thôi mà mình nghe thấy thấm thía có một vị hòa thượng Thường thường hay đôn đốc thầy, hay 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 sách tấn thầy, lâu lâu gọi điện, mình bận rộn muốn chết, mình nói thưa ngài, thưa hòa thượng, hòa thượng gọi con có gì chỉ dạy không? nói dạ con à, con cũng nói, ông ông làm công việc tới đâu rồi, trường trại sao rồi, nợ nần bao nhiêu, phật tử có siêng tu không? hối lát sau rồi nghe chuyện khó thì cũng niệm phật hồi hướng nghe chuyện được thì cũng mừng tán thán với cuối cùng lại đúc kết câu ông khéo khéo ông đừng ở suối người ta gì cực lạc hết rồi còn mình ông lang thang nghe nghe <laughs> nói câu vậy đó nói câu dễ thương rồi nói câu đau ấy dễ thương tự nhiên cái mình cảnh tỉnh phải cẩn thận điều này lên lộn vô trong cái công việc hoàn pháp lợi sinh Cứ nghĩ rằng đó là hoàn pháp lợi sinh Nhưng mà tự tâm của mình không có được phòng hộ Không có được là viến ly, uối trượt Thì chúng ta hóng trong công phu Và chúng ta nhờ những cái vị thiện tri thức như vậy Họ nhắc nhớ Và thầy thì thưa các vị Là điểm này thì được cái là không có quên Thành ra thầy cũng trả lời Dạ bạch ngài ngài yên tâm con tu thì tu thấy vậy nhưng cũng rất ít ký. Ai làm như làm như con giải thoát ở số một. À, con rời khối cõi này càng nhanh càng tốt chứ con không có năn na đâu. Thành ra ngài nói, à vậy thì tốt, đó. vậy là tốt. Thành ra chúng ta hiểu rằng ở trong cõi tâm, ở trong cõi tâm. Rồi có một vị thầy khác khuyên một cái vị thầy phiền não. Ông phải ráng niệm Phật ông phải ráng trì chú đại bi thứ nó làm sao nghe cái vị thầy trẻ này nối giận tôi tu hành tới chừng này xây bao nhiêu cái chùa cơ sở to lớn như vậy mà thầy cũng nhắc cái chuyện trì chú gì nữa tôi <laughs> là tự hái đó bán ngã nhưng mà cái vị thầy lớn kia thì nhắc nhớ là chân tình và sau đó có cửa thầy nghe nói tôi nghe À, ông nói và cái tôi không dám nói gì nữa hết nói sao ngày không dám nói nó tại vì sao bởi vì ông hiếu cái chữ trì chú theo kiểu khác còn tôi hiếu trì chú theo kiểu khác tại tôi trì chú là để chấm dứt phiền não còn ông trì chú là để muốn xây chùa to chúng ta thấy không à nó khác nhau ở điểm này thành ra những cái vị đạo sư họ nhẹ nhàng như vậy đó họ nói cái ngôn ngữ như đó. mình có hiểu được hay không cũng là một vấn đề mình phải chiêm nghiệm lại bản thân của mình Hôm nay các vị không có đi học, không nghe chỗ này Chưa chắc gì ai nhắc nhớ các vị những đạo lý đó Cho nên ở đây chúng ta hiểu Tâm của chúng ta không khéo Nó giống như là cực hoang vu Vì không mỹ diệu Do bởi nghịch ý Với quá nhiều trạng thái thô trọng Trạng thái này chúng ta gọi là khổ đấy Còn chữ chướng Chướng tức là hậu bích là vì do bởi nó mà không thoát ly hạ địa này do bởi nó ngăn cản cho nên chúng ta mua dược lên không có được như tường ngục dày không thể thoát ly do đó mà gọi là chướng ngược lại với các đặc tính trên thì gọi là tỉnh là diệu là ly thành ra thế gian đạo người ta chỉ dựa ở trên là sáu chữ khổ thô chướng ở địa dưới mà quán tính diệu ly ở địa trên nhờ đó mà họ an trú trong định và họ đi lên thành tựu còn thánh đạo thì sao y dạo vô lậu và sống trên con đường trung đạo đó là bát thánh đạo và thành tựu tư thanh đế cái sự khác nhau giữa à, giữa thánh đạo và giữa gì giữa thế gian đạo là ở điểm này cảm ơn đại chúng đã lắng nghe chúng ta dừng ngang đây <laughs> hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát vạn vật đều vô thường lời dạy cuối đừng quên phật hiện thân ở đời